Cảnh Đất Việt xin chào tất cả các bạn. Và ngày hôm nay thì bạn xin chia sẻ với cả nhà một chút. Sáng ngày hôm nay đang đóng gói cái cám dành cho này đang trực tiếp được không? Cái phía bên này là cái cám dành cho họ Mi này. Đấy, họ Mi. Đây là bên này là cái giỏ thóc này. Đấy, trực tiếp cái này đang trên YouTube. Đấy, và cái này đang trực tiếp ở trên Facebook. Đấy, buổi sáng ngày hôm nay đây là cái giỏ thóc này các bạn này. Đấy, cái giỏ thóc nhá. Đấy, phía bên này đây phía không gian nhà mình, chim đang treo bên ngoài lúc buổi sáng sớm đang nắng. Đấy. Đây không gian chim treo bên ngoài. Đây. Để tiếp tục cái đây là thức ăn dành cho khu gáy này. Đấy. Cái này là anh em chè than anh em của Phùng Xá đấy. Móc đồng này thức ăn dành cho chim khứu này. Đó. Chim khứu. Khứu này. Gói xong một số hàng đóng gói đây cho anh em của Hà Nội, Mê Linh này, tỉnh đây, Long An đây. Đây nhà mình đang đóng gói. Thì cái cả cám này được đóng gói hút chân không như các bạn đang nhìn thấy ở đây nhá. Thế này, đóng gói nó hút chân không cả. Đấy. Thế là đảm bảo cho sản phẩm nó tốt nhất, và khi gửi bưu điện sẽ mang tận nhà cho các bạn như các bạn đang nhìn thấy ở đây. Và đóng gói rất là cẩn thận rồi. Đấy. Anh em ở Hà Nội tầm khoảng 1 đến 2 ngày, 3 ngày nhận được thôi. Còn anh em tỉnh ở miền Trung, miền Nam thì có thể là sẽ rơi vào tầm khoảng 6 đến 7 ngày. Đấy. Thì anh em cố gắng là gọi sớm nhé. Sớm giúp mình. Đấy, bây giờ lại vừa rồi là đang
đang trực tiếp cái Facebook Cám Chim Đất Việt đây. Đấy, đang trực tiếp thì có gián đoạn một chút. Giờ tiếp tục quay chia sẻ cùng các bạn. Cái video này sẽ chia sẻ lên cái kênh YouTube để cả nhà được theo dõi nó dễ hơn, dễ dàng hơn. Đấy. Chia sẻ luôn đây là cái đây, các bạn đang nhìn thấy đây này. Đây là cái Facebook Cám Chim Đất Việt, các bạn gõ Cám Chim Đất Việt nó ra luôn. Nó ra một cái logo hình con chim họa mi này, đứng đậu trên đỉnh núi Lam Hồng này. Đây các bạn đang thấy này, có biểu tượng logo này này. Đấy. Có tên gọi khác là chim cảnh đất Việt này. Đấy. Thế ngoài ra Facebook của mình ấy thì nó có một số cái fanpage. Đấy, ví dụ như là cho các bạn xem này. Đấy nhá. Đấy. Fanpage của mình thì có đây, có chim cảnh đất Việt.com này. Đấy. Các bạn có thể like trang này này, like thoải mái vì cái này like nó cứ bài viết nó cập nhật mới lên. Tiếp theo là trang Cám Đất Việt có này. Đấy. Đấy. Đây là cái địa chỉ chi tiết của mình này. Đấy. Các bạn nhìn thấy số điện thoại 0983055 và 0944111410 đấy. Đấy. Đây. Đây là một số cái đơn hàng đóng ngày hôm nay. Đây đang tiến hành đóng gói đây. Từ các đơn này thì sẽ quản lý ở trên cái đây. Trên cái bưu điện Việt Nam đây có phần định vị tra cứu này này. Định vị tra cứu được ví dụ như là sáng ngày hôm nay đây, buổi ngày hôm nay thì có các anh em của đây Hưng Yên, Tuyên Quang, Bình Dương, Sài Gòn, Long An, Bắc Giang vân vân. Đấy, đây. Cám khứu, cám mi vân vân. Thì cái hệ thống đơn như thế này luôn luôn được quản lý rất là chi tiết và kỹ ở trên này. Các bạn biết rồi, ở cái thời đại bây giờ thì cái công nghệ hỗ trợ rất là nhiều. Các bạn cứ ở yên tâm là cám sẽ mang tới tận tay cho các bạn. Thế thì các bạn có nhu cầu có liên hệ trực tiếp với chim cảnh đất Việt theo số điện thoại đây trên màn hình đây 0908070555 hoặc là 0944111410 trên Facebook Cám Chim Đất Việt. Cảm ơn các bạn đã bớt chút thời gian theo dõi video của chim cảnh đất Việt. Xin chào tất cả các bạn.